Tisu xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Hôm nay là ngày 12 tháng 8, bây giờ là 6 giờ 8 phút sáng. Tisu đang có mặt tại bãi đá Ông Địa. Và hôm nay Tisu xin kính mời cô chú anh chị các bạn sẽ cùng đi dạo bãi đá Ông Địa cùng với Tisu, xem mọi người lên hải sản và bán hải sản ở đây ạ. Cùng nhau du lịch qua màn ảnh nhỏ. Sóng lớn quá cả nhà. Nguyên một dãy dọc dài này thì mọi người đang đi lưới. Nay do được nhiều cá không anh? Vậy hả, mấy hôm nay sóng lớn hả? Ở đây còn sóng. Dạ. Sóng vừa vừa không có lớn. Nay nhiều loại cá không anh? Không không, có cá mồi không à. Cá mồi không à hả? Ủa cái này là mình hồi nãy em thấy chợ đổ gì dầu hả? Xăng xăng. À một lần mình đi vậy là mấy lít xăng? Đi xa đi gần à, đi xa thì 2 lít. Dạ. Đi gần thì 1 lít, nửa lít. À. Đi theo à. Dạ. Cá mòi này mình đi là xa không? Xa chứ đi cũng xa. Mấy lý? Không có dành lý nữa. Không có dành lý hả? Ở ý là bao nhiêu phút vậy? Có tiếng máy đồng hồ. À dạ, tiếng máy mình vô hết 2 lít xăng hả? À. Hết 2 lít. Cho cả vòng đi vòng dài ha. Chạy nhiều đó, chạy cả đêm đó. Chạy cả đêm luôn hả? 12 giờ chạy tới sáng 2 lít xăng. Là mình ở trên biển luôn hả anh? À, đó. Rồi mình thả lưới xong mình ở đó mình chờ hả? Rồi mình mới kéo lại lại hả? Ồ. Nhưng mà ra đó mình phải có tắt máy chứ. Tắt máy chờ. Dạ. Yeah. Kéo xong rồi chạy tiếp. Dạ. Chạy rồi chạy đường xa. Dạ. Xăng đó. Dạ. Đây là bà xã đang ngồi bán phải không? Dạ, em cảm ơn nha, để em qua em quay bên này. Bên này là vô cá mòi bán này cả nhà. Ai xin chào chị. À là mớ. À. Cảm ơn cái tết Mỹ đầu chứ. Biển giả khó khăn. Đi về. Ở ngoài kia còn hai cái thúng nữa cả nhà mình. Nhìn xa ra còn hai cái thúng nè. Lát nữa mình sẽ đợi hai cái thúng đó vô mình coi thử có gì nha. Giống như ngày hôm qua khán giả trên kênh đó là biển Phan Thiết á, trời Phan Thiết thì nóng, đúng là rất là nóng cả nhà, mưa mấy tuần rồi xong cái nóng. Nhưng mà xuống thì nước biển lạnh ngắt à. Tisu đi buổi chiều thì thấy không lạnh, nhưng mà Tisu bây giờ xuống buổi sáng. Đúng là nước rất là lạnh cả nhà, lạnh như nước đá vậy đó nè, lạnh lắm. Cho nên là mình xuống mình tắm biển thì mình khởi động đâu ha, để mình xuống biển cơ nó không có bị cúm lại. Mình thấy đem hải sản vô rồi mà bây giờ ra lại hả ta? Wow. Tisu đi qua bên này để coi thử còn cái thúng gì nữa không. À bên này đang gỡ lưới nè.
Dạ xin chào. Chào chú. Chú. Dạ. Hôm nay mình có cá gì? Dạ. À hôm nay có cá mồi kìa. Nay ít giờ hả? Dạ. Dạ lại cho em nữa hả? Là 10.000 mà nhậu gì không đủ mua lít rượu nữa. 10.000 là 100 tỷ á. Ừ. Anh em lại ra hỏi lại chơi tiêu xu nữa hay sao ạ? Dạ không, mà đi quay mọi người đánh cá chứ tắm biển thì. Với lại khán giả trên kênh thích coi những anh ở đây gỡ lưới nè. Đó. À. Cái này đi xa không hả anh? Đi gần trong cái này. À hả? Chạy cũng đường xa cũng thành đấy. Thành ra cũng là đi gần nhưng mà thành cũng xa ha. Dạ. Nhưng mà khi mình thả. Dạ. Nhưng mà khi mình thả lưới xuống làm sao mình biết là lưới của mình có nhiều nhiều cá đóng hay là ít cá? Dạ, nhìn thấy luôn ạ. À, anh nổi cái đầu lên trên cái lưới hả? À dạ. Đây à thì. Đây cả nhà mình thấy làm nghề biển vất vả không, tay đồ nó lỡ hết trơn hết trọi à. Đó, thấy không? Dạ, vất vả. Đã tư khổ quá mà. Vậy chứ chiều chiều đóng hồn vô quán nhậu ngồi cũng bảnh tợn lắm chứ bộ không? Ờ, đóng thùng vô quán thôi bán nhà. Dạ ai đâu mua, có mình rinh về rồi mình chăm thôi chứ ai đâu mua. À, dạ. Hay là mình gỡ xong lưới rồi đó không anh, giờ mình thu lưới lại nè ha. À xong là về luôn ha. Dạ, tối là hành trình đi từ lúc mấy giờ sáng hả? Lúc này là 10 giờ mấy là xuất bến đi à. 10 giờ đêm á hả? Rồi tới sáng luôn á. Sáng luôn rồi xong bây giờ mình xong là về ngủ một giấc hả? Ngủ gì? Hả? Đâu vậy? Cái vỏ cái con nữa. Ủa thì cũng phải ngủ lại chứ hay là chiều? Rồi mình ngủ mình dưỡng sức lúc nào anh? Không luôn hả? Theo thuận theo tự nhiên thôi hả? Ý là nó giặt đồ á vô. À, trưa thì nằm giấc đúng không? Dạ, thỉnh thoảng nằm giấc mới lấy lại sức chứ đi nghề này cực mà. Dạ, phải nằm nghỉ ngơi. Dạ. Mình nó làm thấy đâu đầu là có ăn. Dạ. Nay vợ chồng chung tay làm chứ. Dạ. Không phải phụ nữ không là đâu được đâu. Dạ. Đúng không? Đã, em cảm ơn nha. Dạ. À dạ. Trị bệnh ha. À. Dạ. Đây, ở bên này là đóng cá, bên này là cũng cá trong này. Cá mồi hả cô? Cá mồi đúng không? Đây là cá mồi nè. Này gỡ lưới này nó có đứt lưới không hay là phải xé luôn. Phải xé luôn hả? Rồi về mình may lại hả? À lưới này lưới xé hả? Về là bỏ lưới luôn hả? À. Này đi mấy lần thì mới bỏ lưới chị? Dạ. Wow, cá mồi nguyên bị cá mồi. Hôm nay cá mồi bán nhiều ký chị? 20.000 hả? À, cái này về kho cà ha, ngon ha. Mày cái này nó xương. Nó hơi xương một chút. Dạ nó béo ngon. Ở đây có mồi nhiều nữa đó. Này cá mồi nhiều. Dạ. Chiên nữa hả chị? Chiên. Chảy mỡ ra quá trời luôn. Rồi có ướp gia vị gì không? Có chút xíu muối một số đất. À. Tự gắn.
Họ xé cái lưới luôn hả? Kéo lên, kéo lên. Ủa. Dạ. Gỡ con cá xé miếng lưới à? Nhưng mà tùy mùa có mình đi cá mòi mới là xài lưới này hả? Hay là ngày nào mình cũng đi lưới này rồi nó vô cá gì thì nó vô ạ? Thì nó vô cá khác hả? Dạ. Dạ. Lưới này gọi là lưới xé ha. Dạ. Bên này hôm nay toàn cá. Cá lưới để tôi xua qua đi coi thử có gì cá gì khác không. Bên này cũng cá mòi. Quá trời cá mòi. Mình nhìn quanh đây thấy mọi người gỡ lưới. Mình lên trên này chút xíu nữa coi có gì. Dạ xin chào. Đây là hai anh em đúng không? Mặt giống giống nhau nè. Tiếp luôn hả chị? Hi. Đấy trực tiếp luôn ha, 2 giờ mở. Dạ, chiều em mới đăng, 2 giờ đăng. Trực tiếp thì nó lên hình nó không có đẹp. Hôm nay cũng là hỏi em tìm vợ. Hả? Tìm vợ hả? À, nhiều không? Đó. Mình coi, nó coi luôn á. Ở đây là gỡ lưới này cả nhà. Gỡ cá mồi. Dạ, gỡ cá mồi. Đi, anh kia là đi theo hắt xì hơi kìa. Anh này là chị, dưới này hai chị cũng đang gỡ lưới nè. Nè sáng giờ mình bán bớt rồi chứ ha anh? À bán bớt rồi nó ít gì nữa chứ. Này là vô đây mình mới gỡ lưới hả hay là gỡ từ ở ngoài biển? À mới vô gỡ tức thì. Gỡ biển gỡ hết. Nhưng mà gỡ biển mình chỉ kéo vô thôi chứ đâu có gỡ biển hả? Kéo vô bờ gỡ. Dạ. Nhiều quá ngoài đó gỡ hết. Vô chua luôn á. Dạ. Vô đây chứ nhau gỡ giật nào có người mua ăn luôn. Rồi bán lẻ về kiếm tiền. Bán lẻ về đó. Chờ quẩy gỡ tới chưa đó là hết ai mua cá ăn không ạ? Dạ. Có một con tôm. Về nấu gì? Nấu cháo hả? À, luộc cho em bé. Có một con tôm. Nay bán được nhiều cá không chị? 200 mấy hả? Nay cá gì nhiều? Cá mòi hả? Ở trong cá mòi cũng có một con tôm hả? Trong lưới cá mòi có một con tôm. Này là xếp thúng đi về nè. Xong rồi đó, xếp thúng đi về hả anh? Yeah. Dạ, đi về. Xếp lại. Xin chào. Chào. Ủa cái này là thúng của anh nè à, hay là thúng anh áo đỏ? Thúng của ông chú mà ông chú ông không có vợ á, phụ làm phụ ông. Còn ai có vợ hết vợ làm. Nói về vợ rượt chạy đó. Thấy mò tổ luôn. Giờ chị lên báo lên đài tìm chú Phương cho ảnh. Cô đó không? Còn, chắc thôi phải là bạn ba Phương hay bốn Phương không à, tới tay mình anh đâu. Nói chung mà anh thiệt tình mà. Nha.
sống người này phụ quá chị vào không đủ tiền mà tới nuôi vợ con á. Đây đây lắm chung bùng nè, thấy không? À. Để em qua em đi coi lưới mình này có cái gì bên này. Dạ cá mòi em quay rồi, bên này có cái gì đây? Bằng cái chỉ vàng nhỏ nhỏ ha. Là anh mới đi lưới vô, còn anh bên này là phụ gỡ lưới hả? Phụ gỡ cho anh này làm giùm, anh này làm vô. Dạ, là mình vô xong hồi nãy rồi ha. Sớm giờ. Dạ. Bùng quá hả? Hôm nay nước dơ bùng nhiều quá anh hả? Ồ, nước dơ bùng quá trời luôn. Cá làm lông tròn hơn. Cái mùa trăng với lại cái mùa không trăng cái nào nhiều cá hơn anh? Tùy theo chị. Tùy theo hả? Không có cá. Tùy theo à. Nhưng mà cái mùa nào mình dễ bắt hơn hay là cũng vậy hả? Cũng vậy à. Cái ngày có trăng với ngày không trăng cũng vậy hả? Dạ. Có cũng có trăng thôi đóng hơi sớm. Có trăng thì cá đóng hơi sớm hả? Là mình vô sớm hơn á hả? Đúng rồi. Dạ. Có trăng nó sớm hơn, nước đang con bò luôn. À. Có trời nước đang còn dưới biển ấy. Dạ. Cái trời mình đông đỏ trên nó đen bò mình biết nó đóng. Dạ. Vậy mà cũng dơ ôm đây là. Quá trời dơ ha. Rồi này mình có giặt lưới lại không ạ? Không, có vậy rồi đây mai đi tiếp hả? Dạ. Hồi xưa giặt từ xí. Dạ. Giá từ bạn lớn, giặt từ bạn. Khóc rồi, gỡ lưới rồi mẹ nhé. Dạ. Để mời dầu nó, dầu lưới cho bảo hết. À. Được rồi có khổ không? Để mấy tấm mười khổ lưới rồi tùm chưa từ mặt. Thì rồi giá rồi bỏ làm tròi để lưới rồi nó mét rồi. Dạ. Lưới mới không đâu, thì bỏ thế thì có tiền mua kẹt làm đi. Dạ. Để gì nấu. Đa số ở đây là giữ cái này để nấu không? Dạ. Dạ, để biển là cái già đâu. Để đâu rồi nó là. Chúc chung chứ, cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Mình đi ngày này chắc cũng mấy chục năm rồi hả anh? Dạ, 30-40 năm rồi. Cũng còn 60 mỗi được cậu. Dạ. 58 rồi. Dạ. Rồi đi thêm mét tiếng tới giờ. À, thì thiết là ngán luôn hả? Cũng trên con trên biển đá ông địa này luôn hả? Dạ. Mình nằm suốt tháng. À. Cá giống ở đây mà. Dạ. Đồ quá giỡn là ghen cái trời. Giỡn nào ghen nó phải bả tới không có đó. Cá bán cá bán cá kìa. Lấy 40 gì à? Bé tím hả? Dạ. Giờ lên dạ cái tết đó là vậy chứ tầm bảy ba là vậy đó cười dạ ôi dạ tại giờ về nhà mần ấy đợi cái gì mình mần nó ăn mới ngon cái gì cũng vậy chứ mình ăn rồi cái gì mình anh ghê cái này rửa lại xuống nước rửa lại hả cá chết còn không anh ba kìa ba có không ấy ông kêu lưỡi ông mấy hả vâng người ta làm cho gì không có gì chị làm chứ cái okay. Giờ làm cho bác mình đấy bốn cái bốn ngàn cái chết từ lừa bác cho chị hết cả tôi không mua hết đâu nó cái cá chết bo nha tươi mà cái hàng này hàng tươi vô dạ không có thuốc gì hết mình ăn nó ngon cái gì cũng này cô về cô nấu gì à kho cà hả ừ kho cà hoặc là ừ đừng nói chuyện là kho dừa dạ kho cho nó mềm ra hả tại mình thuê khách sạn ở đây hả cô hay là mình ở luôn đây cô ở đây à này chắc cũng phải ký hơn rồi đó cái chỉ vàng là khỏi ngon hả dạ chỉ vàng là khỏi ngon cái chỉ vàng hả làm gỏi là như nào à là phải lọc ra làm như cá chết á gỡ xương đồ ra hả ai dạ dạ không ơi em trực tiếp cái hình nó nhè lắm nó bể hình nó không có đẹp ai cô chú anh chị các bạn một cái đoạn đi vòng ở trên biển này khu vực dưới này cũng có nhiều nè nhưng mà hầu như là ngày hôm nay tôi xu thấy cá trích với lại cá mồi là nhiều
với một vài lưới thì có thêm cái chỉ vàng. Học có thấy hải sản con lớn. Ở đây là giặt lại lưới nè. Cái này thì người ta gọi không phải là lưới mà người ta gọi là bóng. Chị đang giặt bóng lại. Nói gì chứ nặng lắm đó cả nhà. À, ở dưới khúc này là cái bãi mà người ta đi cá bán lưới. Còn xa xa ở trên này một chút xíu này cả nhà, thì trên này là khách du lịch đang tắm biển. Theo cái cảm nhận riêng của Tisu á, thì cái bãi đá Ông Địa là một cái bãi đá mà Tisu thấy nó bãi cát nó đẹp, nó thoai thoải và cát mịn và không có sỏi. Và ở đây á, thì khí hậu nó cũng mát mẻ. Và cái khi mình bước xuống cát mình đi, cái chân mình á, nó rất là ấm áp và nó cũng mình có cảm giác là người của mình á, nó thoải mái và nó sảng khoái hơn. Cho nên là có một tuần thì Tisu sẽ đi ra đây, Tisu quay một cái video clip về đá Ông Địa để cô chú anh chị các bạn nhìn thấy được cái cảnh những người dân địa phương đi đánh bắt cá, cũng như là những người khách du lịch đi đến đây tham quan tắm biển, để mình trở về lại với thiên nhiên, trở về lại với đất mẹ, với lại biển cả đại dương bao la, để mình có thêm được một cái sức sống mới, để mình có thêm được cái nguồn năng lượng mới để chào đón một cái tuần làm việc tiếp theo thật là hiệu quả và nhiều năng lượng yêu thương. Wow, tắm biển thiệt là vui. Hồi xưa có một khoảng thời gian cả mấy tháng trời, hồi xưa là cái thời dịch đó, là Tisu hay ra đây nằm trên biển, nằm thả mình trên biển thôi cả nhà. Mình cảm giác rất là thích, cực kỳ thích luôn. Nước vô. Mình đi một chút xíu xuống như này xem mọi người tắm biển ha. Tắm biển xong mà đắp cát như thế này thì nó cũng là một cái mình gọi là rất là ok nè cả nhà. Mình đau nhức xương khớp rồi đó, mình ra mình tắm biển xong mình đắp cát trước xuống tắm biển sau, hoạt động cơ thể là nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Ai... mấy em bạn nhỏ nè. Hey, cho cô hỏi mình đến từ đâu đó? Dạ, con đến từ Đà Lạt. À, Đà Lạt xuống hả? Dạ. À, con thấy biển đẹp không? Dạ đẹp. Không có tắm biển hả? Dạ không. Hả? Cô cảm ơn nha. Dạ. Đây là nguyên một mà mấy bạn con nít nè. Này, tao ở chùa nào đó ha. Mình này bán một ít đây là bán gì? Tàu hũ cả nhà. Bên này tàu hũ nóng. Này khách du lịch. Dạ thưa cô chú anh chị các bạn, hôm nay thì Tisu cũng đi một cái vòng ở bãi đá Ông Địa này để quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn cái biển buổi sáng ngày hôm nay. Tisu cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian đi dạo vòng vòng với Tisu từ nãy giờ, và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an đến mọi người, mọi nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.